Okay, I'm inside a VinFast VF8 2024. Mình đang ở trong chiếc xe VinFast VF8 2024. Mới cáo chỉ của mình có một bạn tên là Khang ở Canada hỏi mình play YouTube trong xe VF8 bằng cách nào. Thì mình muốn chỉ dẫn cho các bạn biết. Basically, to play YouTube on a VinFast VF8, VF8 come with free internet. It's a little bit slow, but it's free. A lot of company that require subscription, monthly subscription. But anyway, I want to show you how I play YouTube on VinFast VF8. Okay, mình chỉ cho các bạn cách mình mở YouTube. Okay. Normally you turn on the camp mode, giống như mở cắm trại để cho nó cho mình ngồi trong xe mình chơi lâu nó không có tắt máy. Yes, turn on camp mode so the car will be on, the power will be on while you stay in the car and playing around with the apps, so the car is not shutting down. Okay, turn on internet app right here. Mở internet app trong đây. I have my channel already up. Mình có cái YouTube channel của mình lên sẵn rồi, nhưng mà after you turn on the app, you type in, giống như mình gõ vô trong cái địa chỉ gọi là M là mobile đó, m.youtube.com, and then supernam or whoever you want to see. That's all. MYouTube.com. Supernam drives the most bully car in America. Tôi lái chiếc xe bị bắt nạt nhiều nhất ở Mỹ. Đây là những danh từ mà những người Việt Nam chống phá xe VinFast họ dùng. Họ chà đạp chiếc xe này. Và một số thông tin truyền thông của Mỹ họ viết báo họ chà đạp cái sản phẩm VF8 City Edition năm rồi. Cho nên mình chia sẻ trong cái kênh của mình những gì mình trải nghiệm cho công chúng biết. I'm sharing my experience on my YouTube channel with my daily drive my VinFast VF8. I had the City Edition 2023 for over a year, and then I just recently have the 2024 VinFast VF8, and this is my VinFast VF8 2024. I had only a few days, still good. Anyway, enjoy. Okay, you push on this button, you want to watch the full screen right here. You even get that? Yeah, yeah. You never seen this car before? No. What is it called? It's called VinFast VF8. Okay. I just got this one like 2 days ago. How much, if you don't mind me asking, how much did it cost you? You hit the button right here, the icon right here, in the right corner. Touch that. And then type in whatever you want subject on here. Mình chỉ cần bấm những gì mình muốn trong đây. Okay.